Bánh mì pate chất lượng không như mong đợi. Pate cho ít thì nhạt mà cho nhiều thì quá mặn. Không có một chút mùi thơm nào từ pate. Đó là những lời mà bạn mình đã đi ăn rồi và cho mình lại cảm nhận. Còn đây là cảm nhận riêng cá nhân của mình. Công nhận là bộ ổ pate cho nhiều pate thiệt. Pate cho nhiều đến nỗi mà chèn cái ổ bánh mì ra ngoài luôn. Nhưng mà về phần pate thì riêng cảm nhận cá nhân của mình ở trong cái nhân pate nó cho nhiều vụn bánh mì quá. Nên là ăn không có vị thơm và vị béo nữa. Ổ bánh mì của mình là cho double pate luôn nhưng mình vẫn thấy nhạt. Phải nói là rất nhạt luôn. Chắc là do tùy bữa. Đó là những lời mà cảm nhận cá nhân riêng của mình. Còn về khẩu vị thì mỗi người sẽ một vị. Nên các bạn chỉ xem đây là tham khảo thôi nha. Nếu mà hỏi mình có quay lại đây nữa hay không thì chắc mình không biết luôn.